Dạ, cứ niệm A Di Đà Phật là mình thả thôi bà nội. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đi ở đây nó không trơn nè. Bên đó trơn lắm á, nội. Bà nội đứng coi, đừng có xuống trơn rong rêu nha nội. Trơn lắm nội, trơn lắm. Bà nội ngồi đó thôi, bà nội xuống không được. Ngồi xuống đó đi, đừng đi nữa, trơn lắm. Trơn lắm bà nội. Bà nội ngồi xuống đó nghỉ mệt đi. Đi xuống đây không an toàn, trơn á bà nội. À, gì đây Phật đó. À, A Di Đà Phật. Không sao đâu, thả niệm Phật đi, nó cái này nó mạnh lắm A Di Đà Phật. Cái của A Di Đà Phật mạnh lắm, không có sao đó. Dạ. Dạ. Uống nước đi mà không gây ô nhiễm nguồn nước. Để con cá nó chui vào đi lông nó sẽ chết trong đây, nó sẽ không sống được. Hay gì được, cảm ơn dạ, rất nhiều. Chúc cho chị cầu gì được đó nha, tâm dạ, nguyện siêu thành gì đó. Dạ. Dạ, cứ 2-3 bữa, 4-5 bữa à, dạ, đi. Hay quá. Ở gần đây hả? Dạ, con ở bên Phẩm Phú Thứ á, quận 6. Chị có muốn hồi hướng trai không? Có, hồi hướng cho hai người ba. Hai người ba, rồi. Hồi gì nữa không? Vậy thôi. À dạ. Nguyên nhân gì mà chị phát tâm phóng sanh? Sao chị biết ai chia sẻ? Không có đâu. Nói chung là tự hồi đó em không có rành về đâu. Mà có sau đó cái tự nhiên em có cơ duyên gặp cái người đó có căn. Dạ. Cái tự nhiên người ta cũng có người lên dựa vô á. Cái người ta khuyên mình đó là giống như lúc mấy năm về trước á, là lúc mà chưa có dịch đại dịch này đâu. Là người ta nói là thời này là thời mặt pháp á. Là giống như cái gì đó là kêu mình kêu á, là kêu em á là xưng cái người đó tên là căn lành thôi. Là khuyên mình là đi về hướng Phật chứ đừng có mà giống như thời này là thời mặt pháp rồi tới ngày hội long qua thì mới biết ta là ai chứ vậy. Rồi nên là từ từ cái nhiều khi nói chung cũng có nhiều khi cũng cái nghiệp giống như cũng muốn đi phóng sanh. Nhiều khi cái cuộc sống của mình nó khổ quá, nhiều khi không có tiền sao mà đi phóng sanh, cũng muốn làm phước đức đồ này nọ mà nó cứ cản vậy. Sao thì có ít không ít, có nhiều không nhiều, tâm lượng lớn thì phước đức nó lớn. Không có tiền cứ ăn chay niệm Phật. Mà em lại ăn chay không được. Dạ. Tôi cũng ăn chay không được. À, mình phải phát không nguyện chứ, phải phát nguyện chứ. Không, phát nguyện biết bao nhiêu lần, phát nguyện biết bao nhiêu lần, hứa biết bao nhiêu lần. Thì ăn được thì ăn một mình ngày. Làm được không được là luân tâm của mình biết. Dạ, mình ăn một rồi. Ngày mùng 1 15. Hứa cũng hứa mà tới đó lại hả, ví dụ bình thường không thèm. Không, không tới không cái ngày đó trời thèm kinh luôn. Dạ. Tôi không thèm không mà hả, thậm chí mà canh tới 12 giờ đêm là phải ăn ấy. Không hứa. Nhưng mà tụi tôi người qua á, nói á, người qua á lớn tuổi á, ăn chay á là ăn 2 buổi thôi, một buổi chiều là chừa lại cho con cháu mình ăn. Ủa vậy đó hả? Ủa sao con cũng bên chồng con cũng bên người qua đó. Hồi xưa người ta nói vậy. Xưa tôi nghe má tôi nói là ăn chay á là gầm mùng 1 ăn chay. Ủa còn anh là cái gì? Dạ cháu của bà. Anh cháu của bà. Dạ. À, ăn chay một tháng 2 ngày nhưng mà ăn 2 buổi. Tí té. Buổi chiều để lại cho con cháu ăn. Nhưng mà hồi đó hả, thực sự không có biết, nhỏ không có biết. Tại vì gia đình nó không có ai tu hết á. Nói chung không ai tu, không nhà ai gì tôi hết. Cũng đâu có ai tu. Đúng rồi. Họ giống như cũng không ai biết, không có ai cũng tin về Phật pháp cũng ít lắm. Nên là tự nhiên từ lúc đó đi làm đó cái gặp cái chị đó, cái gì đó nó tự nhiên mà có cái căn đó tự nhiên nó khuyên mình. Cũng biết là cái cuộc sống hiện tại mình chỉ là tạm mở thôi, nhưng mà tự nhiên cái giống như nó cũng vô lẫn cái cuộc sống của
khi đọc đọc kinh á, hứa đọc kinh vậy đó, rồi tới đọc cái ngáp lên ngáp xuống ngủ hoài. Tôi không có biết chữ, thành ra tôi cũng giải Di Đà Phật thôi chứ không có biết tụng, không biết nhờ tụng kinh, không biết niệm. Nói chung là nhiều khi có khi buồn cũng đi phóng sanh, vui cũng đi phóng sanh, có bán gì cũng mấy chục rồi. Cũng đâu có biết giá gì, chỉ biết là đem đi nỗi buồn đem nhưng đi mà thôi. Mình phóng sanh thứ đó là không có ăn cái đó nha. Đúng rồi, đúng rồi, con không có ăn. Con mấy cái này con tại vì bây giờ con cháu mình nhiều quá, mình muốn phóng sanh cá chê cá lóc luôn không có được, tại vì con cháu nó có ăn ha. À, rồi bây giờ mình phóng sanh cá chép thôi. Mua ngoài chợ mắc lắm á, mua ngoài chợ mắc lắm á, không phải cho mấy. Sao bà nội cứ nếu không biết gì cái niệm A Di Đà Phật là giỏi hơn những người khác rồi, những người khác chưa chắc niệm A Di Đà Phật. Phải căn lành nhiều đời nhiều kiếp người ta mới tin được. Có người biết niệm chứ. Nhiều khi con nói để con niệm, con đi dọc đường, con đi trên đường, con đi làm á là con nói con niệm A Di Đà Phật, mà niệm chừng mấy câu cái chút xíu, cái trong đầu cái nghĩ ở cuộc sống là phải chi này cái kia dọt rồi. Cái đi nửa đường nó trời nãy giờ mình nói niệm A Di Đà Phật, cuối cùng cũng niệm rồi, cuối cùng cũng bỏ cái gánh gì đó. Sao mình quên thì thôi, nhớ là niệm tiếp. Tại vì Phật của ta sẽ an bài sắp xếp cho mình. Gặp được tất cả công việc sẽ thuận lợi hết. Biết sao chứ cuộc sống của em á, năm nay bước qua năm nhâm dần này là em 31 tuổi, em tuổi nhâm thân. 31 tuổi mà nói chung cũng 10 năm nay em lận đận lắm. Nó có mình còn sức khỏe được rồi, cả ngàn ngàn vạn vạn người trong mùa dịch này đã ra đi rồi, mình còn ngồi đây để mà A Di Đà Phật là phước chồng đức em rồi. Ba ruột của em chết cùng tháng 7 luôn đó. Cũng bị nhiễm chết. Ấy sợ cho tao hết đau rồi. Đấm phát rồi. Ngồi. Hết đau hả? Con có niệm A Di Đà Phật rồi ăn chay phóng sanh nhiều lên là con hết đau nha nhỏ. Ừ, biết sao? Mọi người ai cũng có đến đây là cái nghiệp, mọi người cứ phóng sanh ăn chay niệm Phật là hết đau nha. Không uống nước đá. Không uống nước đá, không ngủ máy lạnh. Nghe chưa? Nước đá nhà máy lạnh rất là nhất. À, hai cái đó đi con. Ở nhà chứ ông bán vé số được. Hai cái đó bỏ thì không ông uống nước đá nhà máy lạnh thì cho hết đi. Uống đá mà không chịu nằm máy lạnh. À. Nước đá nhà máy lạnh rất độc. Rồi mới bẻ khớp hết luôn. Mới à. Dạ.